Sao không thấy ai đang xem người ta? Qua đâu vậy? Hết tiền rồi nên là không có ăn ngoài mà về nhà nấu ăn đó. Hello chị Huyên. Kêu chị qua làm lại trong ngày mà chưa có đi được nè. Chưa có rảnh á. Bây giờ tuần trước em tính đi xong cái cuối cùng em đi nhổ răng khôn xong rồi không đi được. Dạ hết rồi chị. Bình thường. Hết đâu rồi? Hello Phan Quang Tấn, Happy New Year. Đi xì đi. Chào anh Thiệp. Dạ khỏe. Qua tháng hả chị? Dạ chắc cũng phải để qua tháng thôi tuần. Tại vì tháng này em cũng chốt quý nên là cũng hơi bận á. Yeah. Nếu mà kể chị đi nhổ răng cái mắc cười lắm luôn. Em đi nhổ ở Nha Khoa 2000 á chị. Xong rồi lúc mà vô thì cũng sợ. Xong rồi em nhổ hết 2.650.000. Tại vì răng em là răng khó nên là phải chụp phim với lại là nhổ tiểu phẫu á. Xong rồi lúc mà vô thì bác sĩ nói là không có đau đâu. Chỉ có lúc mà tiêm á, lúc đúng là nhổ thì không có đau. Tại vì tiêm thuốc tê vô rồi là không có cảm giác gì hết trơn á. Xong rồi lúc mà tiêm thì đau nha. Tiêm tại vì em sợ kim lắm. Em nhìn thấy kim là em quéo hết nè. Xong rồi tiêm lúc đó tiêm thì đau. Tiêm xong tầm khoảng 2-3 phút sau thì nó tê. Nó tê luôn cái lưỡi luôn. Nó tê một bên này nè. Xong bắt đầu bác sĩ hỏi đã tê lưỡi chưa. Mà em sợ. Em kêu chưa tê. Em muốn để cho nó ngấm luôn á. Tại vì em sợ rạch ra cái nó đau á. Xong em nói là chưa có tê, chưa có tê. Xong em nói bác sĩ để thêm tầm khoảng 5 phút nữa. Xong để tầm khoảng bác sĩ nói kêu trời ơi gì mà chưa tê. Tại vì thường đó là cái thuốc đó bác sĩ biết sẽ biết rằng là chỉ tiêm vô tầm khoảng 2-3 phút sau là nó tê rồi là có thể nhổ được rồi. Mà em sợ là nó vẫn còn đau nên là em nói là chưa tê. Em kêu để thêm 5 phút nữa. Xong rồi để thêm 5 phút nữa đó tê hết, nó cứng hết một cái miệng luôn. Xong rồi kêu bác sĩ hỏi cái không nói được luôn tại nó tê mà. Xong rồi bác sĩ nó bác sĩ rạch luôn. Nói chung là rạch lúc nào em không biết luôn. Tại vì há miệng ra xong rồi trùm một cái khăn lên, trùm một cái mặt nạ lên. Xong chỉ hở có mỗi cái phần này thôi nè.
giống như là mình phẫu thuật á, nó cũng hơi sợ, cái khúc đó thì hơi sợ. Xong rồi em mới nói kêu trời, em nghĩ kêu trời làm gì nghiêm trọng dữ trời. Xong rồi em nhắm mắt lại không cho. Y tá kêu là vậy mở mắt ra. Rồi mở mắt ra chứ không nhắm mắt là đau lắm. Xong cái cứ bắt em phải mở mắt. Đã sợ rồi tao nhìn thấy nhau tao sợ bắt tao mở mắt. Rồi cái rạch thì thực sự là tại vì nó tê quá rồi mình rạch lúc nào mình không biết luôn. Lúc mà rạch thì không biết, xong bắt đầu bác sĩ đưa cái gì đó vô cái này nó cảm giác cái lực nó rất là mạnh luôn, mà em chỉ tưởng tượng là lúc đó là bác sĩ chỉ mới nạy thôi, có nghĩa là mới đưa cái gì đó vô để nạy thôi chứ chưa phải là nhổ nha, em nghĩ là chưa nhổ. Xong cái tự dưng thấy dùng lực rung rung mạnh lắm nè. Xong rồi nó hồi tầm khoảng khoảng chắc có chút xíu nạy, cảm thấy nạy lúc đó là cứ nạy giống như là kiểu xúc đất vậy đó, nhưng mà nạy vô trong đá vậy, nạy mạnh lắm nhưng mà không có đau, không có đau, chỉ là mình chỉ sợ cái cảm giác là người ta dùng lực á, sợ lỡ may mà cái đó nó trật ra một cái nó chọt vô trong họng hay là chọt vô trong cái lợi là coi như là chắc nó lủng lỗ luôn á, chắc chết. Cái lúc đó mới nhổ xong thì bác sĩ kêu xong rồi đó, kêu là nhổ xong rồi, nhổ xong là ra cái răng luôn rồi á. Xong rồi em ấy em nghĩ kêu trời ơi gì nhanh dữ trời, có khi nào lừa mình không. Xong rồi hồi theo bác sĩ đưa cái kêu y tá đưa chỉ á, chỉ mà chỉ tự tiêu á, xong bác sĩ may cũng may mấy mũi á, may xong rồi nói chung là không có cảm giác gì hết, lúc mà may với là lúc mà ấy thì không có cảm giác gì hết. Xong lúc mà nhổ ra em nói với bạn em kêu là trời ơi, ra nó hỏi kêu đau không, em nói chả đau thế nào cả. Em còn cười, rồi em cười, em cười không nghĩ là nhổ răng khôn mà không đau vậy, chỉ đau lúc tim thôi. Xong cái má ơi, cũng bác sĩ cũng cho đơn thuốc rồi ra tiệm thuốc đi lấy thuốc, lấy thuốc hết 250.000, lấy thuốc hết 250.000. Xong rồi về nhà ngủ một giấc, lúc đó em đi nhổ là buổi chiều, em ngủ được tầm khoảng là gần một tiếng đồng hồ, thì trong lúc em đang ngủ thì cơn đau nó tưởng nó ập tới luôn, thuốc nó tan luôn, thuốc tê nó tan luôn, nó tan ngay lập tức. Trời ơi, em đang ngủ mà giống như là em đang mơ mà em bị giật ngược dậy luôn á, nó đau tới mức vậy á, nó đau mà kiểu trời nó đau trời thần luôn. Em nghĩ kêu trời má ơi, em đang ngủ mà em không, em đang hoang mang lại không biết em đang bị cái gì mà tự dưng mình đang ngủ rất là ngon mà gọi là cơn đau nó ập tới một cái một là nó đau luôn chứ nó không còn tê một chút xíu nữa nha. Xong rồi lúc đó dậy cái bắt đầu lục đục đi kiếm thuốc, đi lấy thuốc uống, tại vì lúc mà mới đi về thì em không có uống thuốc liền, tại vì lúc đó là đang còn chảy máu, em đang còn ngậm bông á. Cái xong lục đục đi kiếm thuốc uống quá trời thuốc luôn. Xong uống xong tầm khoảng nửa tiếng sau thì nó mới gọi là dịu. Cái lúc mà trong cái lúc mà đợi mà thuốc nó ngấm á, trời em thề chị luôn, đời cuộc đời em chưa bao giờ mà em cảm giác mà nó đau như vậy luôn. Em chưa bao giờ em bị cái gì mà nó đau như vậy. Hồi nhỏ tới lớn luôn á, chưa bao giờ bị cái gì mà đau như vậy luôn. Hôm nay ở nhà nấu ăn, đang đợi rã đông xong nấu ăn nè bà trẻ. Xong rồi đến lúc mà nói chung là cái cảm giác mà nó đau lúc đó nó kinh khủng lắm. Xong cái em liên tưởng liền tới cái việc đi đẻ. Ngay lúc đó em nghĩ liền tới cái việc trời ơi, chỉ mới tiểu phẫu có chút xíu vậy thôi mà hết thuốc mà mình chịu còn không nổi chứ. Rồi ví dụ mai mốt mà có bầu rồi xong cái đẻ rồi sao trời. Không biết là đẻ thường hay là đẻ mổ nha. Mà nếu mà đẻ mổ mà đẻ mà nguyên một cái vết nó bự như vậy, vết mổ nó bự như vậy rồi, nó ở ngay cái chỗ cái bụng, mà cái chỗ mình phải di chuyển nó sẽ dễ bị đụng á. Cái nghĩ kêu trời, vậy chắc đau chết luôn. Thì sao mà mình dám đẻ, dám lấy chồng mà dám có con trời. Rồi chưa tính tới đẻ thường nha. Tại vì đã nghe nhiều người kể tới chuyện đẻ thường rồi. Sao cái nghĩ tới chuyện mà trời, nếu mà đẻ thường thì sẽ phải giống như là may là cũng sẽ là may sống luôn á. Xong rồi nghĩ tới đó thôi cái tự nhiên bữa giờ cứ ám ảnh cái chuyện đẻ con. Sau lần đi nhổ răng khôn về cái tự nhiên ám ảnh chuyện đẻ con, nằm mơ
Bữa giờ nằm mơ hoài luôn á. Mơ đẻ con rồi mơ chăm con nữa chứ. Nói chung nhổ răng khôn ở chỗ chỗ nha khoa 2000 thì cũng ok. Không biết là lấy chồng đẻ cháu cho tôi mới được gọi là bà trẻ nha. Ôi trời, đợi lúc mà lấy chồng đẻ con không biết bao giờ luôn. Thì vẫn chưa có suy nghĩ gì tới cái chuyện đó. Chưa gì mà đi nhổ răng khôn xong rồi tiểu phẫu xong rồi giờ ám ảnh, sợ mai mốt không dám đẻ. Nhổ nha khoa 2000 thì lúc mà bởi vậy là muốn lấy chồng lắm rồi nè. Không phải đâu anh ơi, do em đi nhổ răng khôn về tiểu phẫu mà đau quá, cái em nghĩ tới chuyện đẻ nó còn đau hơn, cái em sợ em mới mơ. Tại vì hồi giờ thì cũng xem mấy cái clip mà đẻ đồ á, đẻ rồi đẻ mổ rồi đẻ thường á nhiều á, xong cái mình coi cái mình sợ, xong mình sợ mình nghĩ tới nó đau, xong cái hồi tự nhiên mình đi trước giờ nếu mà đụng về dao kéo may vá thì chắc là lần đầu tiên, có lần này đi nhổ răng khôn là mới đụng tới dao kéo nha, mới đụng tới dao kéo mà gọi là có cái vết may á. Chứ còn trước giờ thì ví dụ như có cũng có té xe chạy chỗ nhưng mà cũng không có bao giờ may á. Bây giờ cái này đụng tới phẫu thuật nhỏ nhỏ rạch ra rồi may lại á, xong rồi nó đau á nên là mới ám ảnh vậy. Ví dụ mọi người đi nhổ ở nha khoa 2000 á thì lúc đầu mới nhổ thì nó không đau. Mình cũng có nghe nói sơ là ở bên nha khoa Kim là nhổ nó không đau luôn, nhổ xong mà nó hết thuốc cũng không đau luôn. Thì mình cảm thấy nó hơi hư cấu. Ví dụ như là nhổ, nếu như mà nhổ răng bình thường mà không tiểu phẫu á thì còn có thể, nhưng mà nhổ răng này mà tiểu phẫu thì cỡ nào cũng sẽ đau đúng không? Nếu mà tan thuốc thì chắc chắn cỡ nào cũng sẽ bị đau chứ, sao mà có chuyện không đau được. Mọi người nhổ răng khôn xong mọi người có mang về không? Mình mang về nè. Mình mang về để mình xem á. Thấy cái răng khôn của mình cũng đẹp lắm nha. Nó không có bị kiểu xiên xẹo, không có bị dị dạng á. Nhìn nó cũng bình thường nhưng mà nó lại thuộc kiểu là mọc ngang á. Mọc hơi ngang. Và nó mọc ở dưới cái nướu, cái lợi của mình á. Nó ụp lên vậy nè. Và nó không có lòi cái răng ra, nó chỉ hở một chút xíu ở phía trước này thôi. Không đau gì hết á, ăn cháo một tuần á hả? Là vậy là đau hay không đau? Trời ơi, em đau trời thần luôn. Em đau mà nguyên chắc mấy ngày đó em nói chuyện mà như kiểu không có mở miệng ra được á, tại vì mở miệng to ra nói là sẽ bị chảy máu. Em bị chảy máu tới mấy ngày lận. Lúc nó cười, lúc mà đau, lúc mà nó hết thuốc rồi đau, xong nó bắt đầu mới nghĩ tới cái chuyện là còn em là em đau luôn ấy. Anh nhổ ở đâu? Tại vì thực ra lúc đó là chiều hôm đó là em qua bên chỗ bệnh viện răng hàm mặt trung ương nhổ, nhưng mà đi trễ quá nên là không có nhận bệnh nhân nữa, nên kêu là ngày mai quay lại nhổ. Nhưng mà chiều hôm đó bị mắc nhổ quá rồi, thèm được nhổ răng hay sao á ta, xong rồi cái nhảy qua nha khoa 2000 nhổ luôn.
À, nha khoa kim hả? Nha khoa kim thấy nhiều người cũng nói rằng là nhổ về mà không đau ấy. Thì đấy, hồi nãy em mới nói kêu là thấy cũng hơi vô lý, làm sao mà có chuyện mà ví dụ nhổ mà tiểu phẫu mà về mà nó tan thuốc mà không đau được. Thuốc tiên à? Nhưng mà nghe nói là nhổ ở nha khoa kim thì hơi mát. Hình như mổ nhổ một răng là cũng 3-4 triệu thì phải. Thôi chắc giờ đi nấu ăn đi. Nãy giờ ngâm đồ ăn để rã đông. Để nấu ăn chắc giờ nấu được rồi. Anh bỏ thuốc không uống hết. Uống gì giảm đâu. Bị giảm chứ. Em uống đủ thuốc luôn á. Bác sĩ cho nhiều. Hello. Hello. Á Khôi Hân Thịnh. Tại vì đau chịu không nổi, đau trời thần luôn. Alo Chung à, giờ mình đi nấu ăn đây. Nhớ quá nè, mới gặp bữa xong, mới gặp cách đây có ngày 2 ngày. Nhớ sông nhớ trời. Để coi chung là chơi với ai nhờ. Chung là hình như chơi với anh Quang đúng không? Bữa bữa Ly đi nhổ răng khôn á. Hô Phi Cô Ta, nhớ rồi. Nhớ 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 Sorry. Nhớ rồi. Nhớ rồi. Club guitar của Khu Phi á vậy. Nhớ rồi. Hồi đó mày đặt đi học guitar rồi vậy. Học xong giờ cái guitar vẫn còn nguyên mà chưa đánh được á. Dạ, học qua bao nhiêu thầy luôn rồi vẫn chưa đánh được. Gì Lưu Nguyễn hả? Em nhớ anh Lưu mà. Anh Lưu là anh trai của các em gái đúng không anh Lưu? Em nhớ là anh Lưu nói được tiếng Quảng Trị. Anh Lưu nói tiếng Quảng Trị giống mẹ em mà. Giờ hả? Giờ làm ngân hàng. Có ai vay không, giới thiệu cho mình đi. Đói quá hả? Chưa đói nha. Đây nè, cái người tị giãn này mới gọi là bí bí ẩn nè. Đúng lâu luôn. Bác Tuệ. Hello. Trời ơi. Thôi các bạn ao đi các bạn ơi, để cho mình đi nấu ăn. Mình rã đông đồ ăn chắc giờ nấu được rồi. À, 4-5 năm rồi. Sao vậy, anh lấy vợ chưa anh? Tiền tài danh vọng sao rồi? Tóc ngắn đúng rồi.
rã hả? Nãy giờ chắc cũng được gần 30 phút rồi á. Đúng rồi. Ờ vậy hả? Hồi đó làm VNG. Nhưng mà lâu rồi. Ta mịt mờ kiếm tiền hả? Nhà Sài Gòn chứ anh ơi. Ủa anh vợ anh mấy anh làm là anh đâu có làm ở Sài Gòn đâu phải không? Ủa 9 tháng 3 quốc tế đàn ông hả? Vậy là cái ngày này là dành cho tôi mới đúng nè. Tôi cắt tóc xong ai cũng kêu tôi giống đàn ông hết á. Cảm ơn Dương Mỹ Chi. Thôi mình cúp nha các bạn ơi. Mình tắt livestream nha. Mình sẽ đi nấu ăn đây. Bye bye các bạn.